Trước thêm chung kết đạp gió 2023, Chipu liên tục ghi điểm với fan xứ Trung. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chung kết đạp gió 2023 sẽ chính thức diễn ra và quán quân sẽ được vinh danh. Mặc dù hiện tại kết quả cuộc thi đã được lan truyền và Chipu cũng lọt thứ hạng cao, tuy nhiên thì vẫn chưa có gì là chắc chắn. Song song với vấn đề này, công chúng đang đổ dồn sự quan tâm tới Chipu và fan của cô nàng ở đất nước tỷ dân. Vì sao lại như vậy? Có lẽ là vì thời gian gần đây, cõi mạng liên tục lan truyền những clip ghi lại cảnh tương tác đầy thân thiết giữa Chipu và người hâm mộ nước bạn. Ở diễn biến mới nhất thì cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Chipu trong buổi quay hình tại Trung Quốc. Và rồi đông đảo fan của nữ ca sĩ đã cùng nhau có mặt ngay tại điểm ghi hình để chờ đợi được giao lưu cùng thần tượng. Trong clip có tới hàng trăm fan đứng bên kia đường liên tục hét lớn tên của Chipu với giọng nói lơ lớ. Chipu đã không khỏi thích thú và cảm thấy hạnh phúc vì những tình cảm mà mọi người hâm mộ tại quốc gia dành cho mình. Xuất hiện trước cổng của điểm quay hình, Chipu với trang phục lộng lẫy đã đưa tay vẫy fan ở bên kia đường đầy thân thiện. Nữ ca sĩ thậm chí còn tìm cách để di chuyển đến vị trí gần với các fan của mình để vẫy tay, làm hình trái tim để bày tỏ tình cảm với người hâm mộ. Chưa hết đâu nha, Chipu còn dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc fan xứ Trung không ngừng hét lớn tên mình làm kỷ niệm. Sau vài phút giao lưu cùng người hâm mộ thì nữ ca sĩ đã phải di chuyển vào khu vực ghi hình, nhưng mà các fan thì vẫn tiếp tục công cuộc chờ đợi thần tượng ở phía ngoài. Qua những khoảnh khắc này, có thể thấy là Chipu luôn nhận được những tình cảm, sự yêu mến và ủng hộ từ các fan Trung Quốc trong tất cả các hoạt động, đúng không nào? Chipu trước đó cũng từng gây chú ý khi chia sẻ về hành trình của mình ở đạp gió 2023 với sự tiếp sức của đông đảo người hâm mộ nước bạn. Qua từng phần công diễn thì lại thấy là có rất nhiều người ủng hộ mình hơn, nhiều người biết đến mình hơn và rất là support mình trên các trang mạng xã hội. Cho đến bây giờ mình cảm thấy rất vui khi được mọi người chào đón rất nhiều. Mình cảm thấy đó là một niềm tự hào của bản thân khi tham gia vào chương trình đạp gió. Lúc đầu hơi nhút nhát và nhiều lo lắng một chút, nhưng cho đến bây giờ thì mọi thứ cũng đã diễn ra một cách suôn sẻ. Còn bạn nghĩ sao về hành trình này của Chipu?